ស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានក្បាលគោប្រហែល10គីឡូហើយឥឡូវយើងយកវាទៅស្ងោរហើយនេះបន្លែតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតក្បាលគោ Tỏ là dân chập đâm lươi vía
cô lợi cây đến tâm xó lập rô sát tâm tâm Sasa bị chén đâm sụp nó thực trái lấy sạch dương cho anh ấy, lấy thôi giấy. Ta lại dân hành bị đưa lại, ta dân một lượng ọc nè.
Bye.